Rất vui và rất hân hạnh đã gặp lại đại gia đình mến yêu của em đã quay lại với kênh Cây Cảnh Giá Rẻ nha mọi người ơi. Thì kênh của em là bán ngoài đường là chiên bao sống nha. Thì clip hôm nay em có gửi đến và giao lưu đến cái nhà là có 80 phôi, giá cũng mềm mại cả nhà. Thì bên em bán cây là cả nhà chốt cây là cộng thêm 200k cước ở trong cả nhà nha. Chốt cây cộng thêm 200k cước đó để cho cả nhà dễ cân cân đo đong đếm gì nha. Thì với cái mã đầu tiên là cái mã là C1 của chúng ta. C1 của chúng ta là một cây một cốt cả nhà. Đặt cả nhà, cây này đặt nha. Để cũng khá là ổn nha. Để học xoài cả nhà, để học xoài khá là ổn nha. Rồi, để em vào thông số luôn cả nhà mình đây. Hành 40. Cao là 61. Bầu đế 52. Rồi cái này giao luôn cái nhà là 700k. Bên em bán mày là bao sống cả nhà, bỏ số tiền ra là không bao giờ sợ nha. Đó, cả nhà có thể gửi lại cho em. Đó, tược già, nó tược già như thế này. Đó, già là em sẽ giao thôi. Đó. Đó, cả nhà phải chính xác vào đây nè, em quay cái cây mai núi cho cả nhà cùng xem nè. Đó thấy không? Đây là mai núi nè cả nhà. Cái tược đó cả nhà, thấy không? Đó, cây này cao 1,5 m cả nhà nha. Nó tược cả nhà rất là im nha. Nè, nuôi trong bầu luôn cả nhà. Đó, nuôi trong bầu thôi. Đó, tại bầu rinh là cây rất ổn. Bầu rinh là phải có rễ cám mới gọi là bầu rinh cả nhà. Còn nếu mà không có rễ cám thì em sẽ vũ rồi. Đó, đây. Đó. Thì ví dụ tương tự như cây này chúng ta vẫn như vậy cả nhà nha. Đó. Cứ tự tin chơi chốt cả nhà. Đó, thích cái nào chốt cái đó, không bao giờ sợ mất số tiền cả nhà. Sợ gì đó hoặc là bận không có thời gian thì gửi lại cho bên cây cảnh giá rẻ. Bên em sẽ chịu trách nhiệm mà chăm sóc cả nhà. Rồi cọc em vài trăm ngàn là xong. Đó, rồi. 700k cho mã C1 này. Rồi em xin xuống đứt tại đây và tiếp tục với C2 cả nhà nha. Tiếp tục với cái mã là C2 chúng ta cả nhà. Đây một cây một cúc đặt cả nhà, cái thẹo nó bao lại cả nhà nha. Cây nó phình chỗ này rất là dễ thương cả nhà. Đó, nhìn phình mà nó lên đây top đầu. Nhìn cây rất là ưa nhìn cả nhà ha. Đó, bộ đế khá là ổn luôn cả nhà nha. Bộ đế là khá là ổn luôn đó. Rồi em vào thông số cả nhà cùng xem nha. Cây này tàn rất là đẹp cả nhà. Một cúc phình. Đó, mà nó tàn chỉ đẹp lắm cả nhà. Hành 39. Cao 62. Bầu đế 40. Đó, cây chúng ta nó có cái chỗ gù này rất là đẹp cả nhà. Chỗ gù rất là độc đáo cả nha. Đế là được trên mặt là rễ là ba cái rễ cả nhà. Đó. Rồi, cái này xin mạn phép giao lưu với cả nhà là 1100k cả nhà nha, cho mã C2 này cả nhà. Rồi, em xin phép xuống dưới tại đây ạ. Tiếp tục đến với cái mã là C3 của chúng ta, cây khá là to cả nhà ha. Rồi em vào đồng số luôn. Chi tàn là quá ok cả nhà, chi tàn cái này quá ok cả nhà. 50 hoành. Cao là 72. Bầu đế 45. Đó, tàn chi quá êm cả nhà. Tàn chi quá êm luôn. Đó, tàn chi quá êm, có một cây to về chơi luôn cả nhà. Rồi, đế khá là ổn rồi, còn phía này là nó có lũa cả nhà nha. Phía đây là lũa là bao rồi không nói đi. Để phía trên đầu nó cả nhà. Trên đầu nè, có những cái lũa cả nhà. Đó. Lũa đây làm cây mình già hơn. Nói chung là những cái lũa thôi chứ không có bọng biểu chứ cả nhà ha. Đó, tàn chi rất là đều cả nhà. Rồi, cái này em giao lưu với cả nhà là 1100k. 1100k. Đó, 1100k luôn. Rồi em xin phép xuống clip cái mã C3 cả nhà nha. Mã C4 của chúng ta là một cây tàn mà thoát thân thấp cả nhà. Cây rất là đẹp cả nhà ha. Thoát thân thấp tàn chi rất đều. Đó, bộ đế chúng mình sẽ quay cho cả nhà xem đế là 24 giờ cả nhà nha. Hoành là 37. Cao là 92. Bầu đế 51. Ồ, cây này đế cả nhà. Cái nhà tiếng này cùng xem đế cả nhà nha. Đế cây này quá là ok cả nhà. Ồ, bạnh nở cả nhà. 1, 2, 3, 4, 5. Đây nó một cái rễ này nó xấu. Nói chung là rễ là full bầu luôn. Ồ. Quá ok cả nhà, cây tàn quá đẹp cả nhà. Đó, cây tàn quá đẹp luôn. Rồi, cái này mạng phép giao lưu với cả nhà là 1200k. 1200k, 1200k luôn cả nhà nha. 1200k cho một cây tàn rất là đẹp cả nhà. 1200k, em xin phép xuống nước cái mã C4 cả nhà mình ơi. Và tiếp tục với cái mã là C5 của chúng ta cả nhà. C5 chúng ta là một cây bộ đế là 24 giờ cả nhà nha. Đó. Cây này khá là độc cả nhà ha. Cái hai cái rễ đây, hai cái nhánh qua đây nó gồm cân rất là cân cây cả nhà. Đó, để vào thông số cả nhà mình ơi. Cây đặt cả nhà nha.
cây đặt cả nhà nha. Cây này hàng độc lạ, đáng sưu tầm của nhà mình đây. 40 hoành. Cao 56. Bầu đế 50. Đây, cả nhà cùng xem bầu đế cả nhà ơi. Đây, bầu đế đây cả nhà, một rễ nè, hai rễ nè, ba rễ. À, 4 rễ, hai chi này rất là dễ thương cả nhà nha. Rồi, cái này em giao lưu với cả nhà là 1.000k. 1.000k cả nhà nha, 1.000k. Đó, C5 chỉ có 1.000k thôi. Bên em là bao sống cả nhà nha. Thích chơi thì cứ chốt, không bao giờ sợ mất số tiền đó. Em kết nối đam mê hết cỡ luôn. Bán ngoài rừng mà ít có ai dám bán bao sống như em lắm. Bởi vì cả nhà mong được sự thương yêu ủng hộ cả nhà. Thích cái nào chốt cái đó. Bỏ tiền ra là có cây chơi nha cả nhà ha. Rồi em xin phép xuống clip cái mã C5 và tiếp tục với C6. Đến với một cây bay duy nhất của tối đêm nay cả nhà. Cây bay này tàn chi là quá đều luôn, tàn chi là nó quá đều luôn. Tay cành thì co lắc cả nhà nha. Xuống để lại xuống đây nè. Nó tay cành nó lắc. À, cái mình nó có xu hướng nó vặn cả nhà. Cái mình nó có xu hướng vặn cả nhà nha. Nó vặn sợi dây cả nhà. Đó, vặn theo chiều này cả nhà. Bộ đế rất ok cả nhà nha. Bộ đế nở rất là đẹp cả nhà. Đó. Để em vào thông số luôn cả nhà mình ơi. Chút xíu em sẽ tiến sát vào cả nhà cùng xem nha. 37 hoành. Bay là 1m. Cao 74. Bầu đế là 39 luôn cả nhà ơi. Cây này quá êm cả nhà. Đó, cây bay này. Đế rất là gút. Bấu dữ lắm cả nhà. Đó, cây bay này quá ok luôn cả nhà. Bộ đế quá khủng khiếp luôn, bộ đế quá nở luôn cả nhà. Đó. Quá êm cả nhà ơi. 1.500k. Đó, 1.500k cho một cây bay này. 1.500k. Giá cực kỳ là mềm mại luôn con cây bay này. Bỏ ra 1.500k là có con cây bay về bỏ vô cái chậu. Ghép cái Tết năm sau có con cây bay chơi để trong nhà luôn coi. Quá êm luôn cả nhà. Đó, bay co lắc này cả nhà, cái này coi nè ha. Cái nhà coi chi cạnh nè, ta cạnh nè. Cái đoạn này là không đơ cả nhà nha. Cạnh này là nó co lắc nữa nha, co lắc nữa nha. Đó, xuống đây cái mình nó rất là đẹp đó nha. Chỉ có 1.500k thôi, 1.500k thôi cả nhà mình nha. Rồi, em xin phép xuống tiếp cái mã C6 này luôn nha. Với cái mã C7 chúng ta là cây rất là độc lạ cả nhà ha. À, một cái thân nó phình lên đây xong nó lên tốp lại cũng mấy chi rất là nhỏ cả nhà. Hàng độc lạ cả nhà nha, hàng độc lạ cả nhà. Nhanh tay sưu tầm mấy cái này cả nhà nha, hàng này độc lạ cả nhà nha. Mà nhà ít có dáng thế này cả nhà. Cây này cũng khá là trọng cả nhà. 56 hoành, quá khủng khiếp, 56 hoành cả nhà. 56 hoành nha, cây khá là to cả nhà. Cao là 81. Bầu đế là 45. Đó. Quá dữ nghe, hàng dữ cả nhà nha, hàng này dữ lắm nghe cả nhà. Đó. 56 hoành, 56 hoành luôn. 56 hoành luôn. Rồi, cái này giao lưu với cả nhà là 1.900k, 1.900k luôn cả nhà. 1.900k. Giá quá hữu nghị luôn. Rồi, phía bên đây là nó có lũa trong đây cả nhà. Đây, cả nhà đi tới cùng xem nha. Đây, phía này nó có lũa, về chám cái bụp cây xong ha. Nếu mà nói chung là cái này cũng không thấy, nếu mà nhìn thì là không thấy tại nó góc khúc cả nhà ơi. Rồi, em xin phép xuống clip cái mã C7 và tiếp tục với mã C8. Đến với cái mã C8 của chúng ta là cũng là cây cua clip luôn cả nhà. Thì cây này nó na ná giống mấy cây nó dòm giống mấy cây bao báp bên ở bên châu Phi cả nhà ha. Đó, nhìn giống mấy cây bao báp bên châu Phi cả nhà. Hôm nay phình thiệt là to lên. Hôm nay rút còn mấy chi à. Đó, hàng cây độc lạ cả nhà mình ơi. Rồi, để em vào thông số cả nhà. Cây này phình khủng khiếp quá cả nhà. Hàng độc lạ cả nhà nha. 62 hoành cả nhà ơi, quá khủng khiếp, cây quá to luôn cả nhà. 62 hoành, cao 75. Bầu đế 53. À, quá dữ, hàng độc lạ cả nhà mình ơi, hàng độc lạ nha, nhanh tay nha. Rồi, cái này em cũng là cây cua clip, em xin mạn phép vô luôn cả nhà là 2.500k cộng cước là 200 cả nhà nha. Đó, em xin nhắc lại, bên em bán cây là bao sống cho cả nhà. Tuyệt vời luôn. Bảo cả nhà phải cái này. Cái nhà là đừng có nghi ngờ gì em hết, tại cái nhà tin tưởng này, tại em bán là rất là lâu rồi. Em bán biết bao nhiêu ngàn cây rồi. Anh em nào em cũng đã bao sống hết anh em. Anh em rất là tin tưởng, nói chung là khách quen thì nhiều khi em kẹt lắm em kêu chuyển khoản phần nữa thôi, thì bình thường là em kêu chuyển khoản cho em có vài trăm để làm tin thôi. Nó vài trăm để làm tin thôi cả nhà. Nói chung là chỉ có tầm em nuôi thì tầm 2 tháng là lá già rồi em giao được cả nhà. Nói chung chuyện nó nằm trong tầm tay. Anh em nào không có thời gian hoặc là ghép á, hiện tại thì ghép vườn em chặt quá thì em không có dám bao ghép, tại vì ghép nhiều khi cũng khó khăn cả nhà. Là ghép rồi cái chuyển đi là rất là khó, bưu điện nó sẽ gãy nhánh thôi, phí cái thời gian ghép của mình.
phí công phí sức của mình. Đó. Rồi cả nhà chốt cây hãy điện thoại trực tiếp em qua số điện thoại là 0948 016 160, số đó cũng là số Zalo của cây cảnh giá rẻ luôn cả nhà nha. Đó. Rất mong được sự yêu thương quý mến của nhà. Em bán bao sống thì cả nhà thấy thương yêu, tội em thì hãy chia sẻ giúp em cả nhà, thấy thương em thì hãy chia sẻ giúp em, đăng ký kênh và cho em một cái comment để nói chung là em còn hạn chế, em còn dở gì đó thì cả nhà nên góp ý đóng góp em để em phát triển cái kênh em, cả mỗi ngày các sẽ hoàn thiện hơn, sẽ hài lòng cho cả nhà hơn nữa nha. Rồi em xin phép tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà vào 7 giờ 19 giờ tối hàng ngày cả nhà nha. Rồi chúc cả nhà sức khỏe nha.